Những nữ vàng hồng nguyên khối Âu 750, đính đá hạch anh tím là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp sang trọng của vàng hồng và sự quý phái, huyền bí của đá hạch anh tím. Đây không chỉ là món trang sức đẳng cấp mà còn mang theo những ý nghĩa sâu sắc về phong thủy, tinh thần và vẻ đẹp tự nhiên. Viên đá hạch anh tím là điểm nhấn trung tâm của chiếc nhẫn, mang lại nét đẹp thanh thoát và quý phái. Hạch anh tím với sắc tím tự nhiên không chỉ là biểu tượng của sự sang trọng mà còn được coi là viên đá của sự trí tuệ và bình an. Theo quan niệm phong thủy, hạch anh tím giúp cân bằng cảm xúc, tăng cường khả năng tư duy và mang lại sự bình yên cho người đeo. Hạch anh tím từ lâu đã được xem là viên đá mang lại năng lượng tích cực. Màu tím của hạch anh tượng trưng cho sự cao quý và lòng trung thành. Khi kết hợp cùng vàng hồng Âu 750, chiếc nhẫn không chỉ là trang sức mà còn mang lại sự bình an và thành công trong cuộc sống. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.